tháng 6, bệnh viện K cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công loại bỏ khối ung thư vùng mặt đường kính hơn 20cm cho bệnh nhân TTI, 64 tuổi ở Thanh Hóa. Trước đó, ngày 10 tháng 5, bệnh nhân đến khám tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều khi có tổn thương sùi lớn chiếm toàn bộ vùng môi, miệng, khối u có chảy máu, bù dịch, hình thái gây mất thẩm mỹ. Kết quả chụp phim cắt lớp vi tính cho thấy khối u vùng môi kích thước lớn 15x20cm, xâm lấn hàm dưới, sàn miệng, lưỡi, di căn nhiều hạch cổ hai bên, kích thước 2x3cm. Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư môi dưới. Tiến sĩ bác sĩ Ngô Xuân Quý, trưởng khoa ngoại đầu cổ bệnh viện K cho biết, qua khai thác, bệnh nhân cho biết có khối u này khoảng 3 năm nay, khối u kích thước tăng dần, tuy nhiên bệnh nhân không đến bệnh viện để thăm khám ngay mà theo sự hướng dẫn của một số người về phương pháp ăn thực dưỡng để ngăn chặn sự phát triển của khối u. Qua nhiều năm ăn thực dưỡng, sức khỏe của bệnh nhân ngày càng suy kiệt, khối u không thuyên giảm, ngày càng tăng thêm kích thước. Một phần vì mặc cảm nên bệnh nhân y không đi thăm khám, đến khi u quá lớn, có dấu hiệu ngày càng to nhanh, hình thù gây mất thẩm mỹ, không thể ăn uống, bệnh nhân mới tới bệnh viện K. Theo bác sĩ Quý, khi nhập viện, khối u lớn xuất hiện ở vị trí vùng môi, xâm lấn rộng xung quanh. Bệnh nhân đã được đánh giá về thể trạng suy kiệt, tình trạng đái tháo đường mức độ nặng, tiềm ẩn nguy cơ hôn mê. Đến nay, sau một tuần phẫu thuật nạo vét toàn bộ khối u, sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định, có thể ăn uống nói chuyện. Bệnh nhân sẽ được tiếp tục theo dõi, điều trị và mổ tạo hình sau này. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Đức, nguyên giám đốc bệnh viện Ca Trung ương, ăn thực dưỡng là một chế độ ăn nhiều người áp dụng và cho rằng có thể điều trị được bệnh ung thư. Thực tế đến nay chưa có cơ sở khoa học nghiên cứu nào chứng minh và công nhận thực dưỡng là một phương pháp điều trị ung thư cũng như hữu ích đối với người bệnh. Ăn không phải để chữa bệnh phải là bằng các phương pháp y học, nhưng ăn nó có thể ảnh hưởng đến trong quá trình phát triển của bệnh tật, sinh trưởng cũng như là quá trình chữa bệnh. Một số các cái bệnh mà ăn có thể ảnh hưởng nặng lên bệnh tật. Trong quá trình bệnh thì đặc biệt là người ốm nói chung cũng như là bệnh ung thư nói riêng, người ta khuyến khích là phải ăn đầy đủ, cân đối giữa các chất đạm, đường, mỡ, rồi các yếu tố vi lượng, chất xơ vân vân để duy trì sự sống, đảm bảo sức khỏe, để chữa cái bệnh chính bằng các phương pháp chính thống. Còn chuyện ăn thực dưỡng để chữa bệnh hay gì gì thì có lẽ là không phải, vì đấy là những cái thông tin chính thống, không phải là vì có những cái cơ sở khoa học để chứng minh được điều này. Theo các chuyên gia, việc nhiều người bệnh dẫn niềm tin vào quan niệm này là sai lầm, không mang tính khoa học. Hiện tại, với các phác đồ đa mô thức như áp dụng phẫu thuật, hóa xạ trị, điều trị miễn dịch, điều trị đích, người bệnh khi có các dấu hiệu bất thường của cơ thể nên tới khám chuyên khoa và hãy yên tâm dưới sự điều trị, tư vấn của bác sĩ.